Chào quý vị nha, mình đang đến ở bến phà, bến tòa tụ tập đây. Ủa sao thấy có bản thông báo là ngưng tạm dừng ta? Để coi mình đi tham quan coi. Qua khu vực này đang lại chưa hoàn chỉnh đây. Bến phà Cần Giờ. Cần Giờ. Con giá đi không vậy cô? Hả? 22 ngàn. Dạ. Tôi biết, bỏ qua đi, nói chuyện. Cái gì vậy? Cái gì mà lớn chuyện cho không hoạt động rồi, bây giờ chỉ có đi phà thôi. Đó, đây là cửa về cửa sông rồi ha, cửa về cửa sông ngã ba sông đó các bạn, cửa biển luôn đó. Thank you.
khi qua sông mình sẽ đi chạy dọc con đường đó đó, đó về bên kia là Gò Công. Bên kia là Gò Công các bạn.
cò này hơn 10 phút nữa bạn. Thank you.
giờ cần vô. Từ ở đây nó mới vừa thay hoàn chỉnh là sao còn cũng mới mẻ lắm quý vị. Tiếp tục về cuộc hành trình là đi về đường bộ ở Cần Giờ nha, ở Cần Giờ nha quý vị. Thấy video này ít, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo video mới tiếp theo cũng như tình hình chuyến du lịch trải nghiệm của mình nha. Thank you for watching.